Quá trình phát hiện hóa thạch đã diễn ra từ thời cổ đại, nhưng sự hiểu biết về những mẫu xương và hóa thạch được tìm thấy khi đó còn rất hạn chế, dẫn đến nhiều lầm tưởng và quan niệm sai lầm. Trong các nền văn minh cổ đại và trung cổ, những người phát hiện hóa thạch thường liên hệ chúng với các sinh vật thần thoại, bởi khoa học thời bấy giờ chưa có khái niệm về khủng long hay các loài sinh vật đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước. Ở Hy Lạp cổ đại, những mảnh xương khổng lồ được tìm thấy thường bị cho là dấu vết của các sinh vật khổng lồ trong thần thoại. Nhà triết học Herodotus và nhà tự nhiên học Xenophanes đều ghi chép về hóa thạch, nhưng họ không nhận ra rằng đây là xương của các loài động vật đã tuyệt chủng. Herodotus, khi phát hiện ra hóa thạch của các loài sinh vật biển ở những vùng núi cao, đã suy đoán rằng chúng là dấu hiệu của một trận lụt lớn, nhưng ông vẫn nghĩ các sinh vật này thuộc về thế giới thần thoại. Tại Trung Quốc cổ đại, hóa thạch được cho là xương rồng. Người Trung Quốc xem rồng là biểu tượng của sức mạnh và sự bảo trợ từ thiên nhiên. Vì thế, khi phát hiện những mẫu xương hóa thạch lớn, họ thường cho rằng đó là dấu vết của những con rồng khổng lồ từng ngự trị trên bầu trời và dưới biển. Những xương rồng này thường được sử dụng trong y học cổ truyền với niềm tin rằng chúng mang lại sức mạnh chữa lành. Người La Mã cũng có những lầm tưởng tương tự. Các hóa thạch khổng lồ thường được cho là xương của các anh hùng thần thoại hoặc các vị thần. Điều này xuất phát từ niềm tin tôn giáo và những câu chuyện thần thoại phong phú của họ. Pliny the Elder, một nhà sử học và tự nhiên học La Mã, đã viết về những mảnh xương mà ông cho là của những sinh vật kỳ bí, mặc dù chúng thực ra là hóa thạch của những loài động vật lớn đã tuyệt chủng. Trong thời Trung Cổ, khi khoa học bị lấn át bởi tôn giáo và niềm tin vào những câu chuyện huyền bí, các hóa thạch tiếp tục bị xem là bằng chứng về các sinh vật thần thoại. Ở châu Âu, khi các mảnh xương khổng lồ được tìm thấy, chúng thường được cho là xương của các vị thánh, các anh hùng trong kinh thánh, hoặc các sinh vật huyền thoại như rồng, quái vật biển và khổng lồ. Trong thời kỳ này, bất kỳ điều gì không giải thích được về mặt khoa học thường được lý giải bằng những câu chuyện tôn giáo hoặc thần thoại. Ibn Sina, hay còn được gọi là Avicenna, một nhà triết học và y học nổi tiếng trong thế giới Hồi giáo, là người đã đưa ra một cách giải thích hợp lý hơn vào đầu thế kỷ 11. Ông tin rằng các hóa thạch này do chất lỏng hóa đá chảy vào những sinh vật sống và dần dần biến chúng thành đá. Mặc dù đây vẫn là một quan niệm sai lầm, nó đã mở đường cho những nghiên cứu khoa học sau này về hóa thạch. Tại châu Âu, trong thời kỳ Trung Cổ, các hóa thạch thường được liên hệ với các truyền thuyết về rồng và quái vật biển. Khi các mảnh xương lớn được tìm thấy, người dân địa phương thường liên kết chúng với những câu chuyện về rồng khổng lồ đang ngủ dưới lòng đất. Một ví dụ điển hình là khi hóa thạch của mammoth được phát hiện ở miền nam nước Ý. Nhiều người tin rằng đó là xương của một con sài lốp, quái vật khổng lồ một mắt, vì hốc lớn ở trung tâm hộp sọ được cho là hốc mắt của sinh vật khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp. Trong các nền văn hóa Á Đông, hóa thạch của các sinh vật như xà đầu long hay rực long có hình dạng dài và kỳ quái, thường bị nhầm với xương của rồng hoặc những loài rắn khổng lồ trong thần thoại. Điều này phản ánh niềm tin sâu sắc vào những sinh vật thiên nhiên và sức mạnh thần bí của chúng trong văn hóa của các nước phương Đông. Antediluvian, hay còn gọi là tiền hồng thủy, là một thuật ngữ dùng để chỉ khoảng thời gian trong kinh thánh giữa sự sa ngã của loài người, câu chuyện về Adam và Eva và trận đại hồng thủy của Noah. Thuật ngữ này xuất hiện trong sách Sáng Thế, Genesis, cụ thể là từ các chương 1 đến 6, trước khi xảy ra trận lũ lụt lớn, được mô tả là cuộc thanh lọc của Thiên Chúa đối với loài người. Theo Kinh Thánh, thời điểm tiền hồng thủy là giai đoạn mà con người bắt đầu đông đúc trên mặt đất và trở nên ngày càng tội lỗi. Trong thời gian này, sự thay đổi về đạo đức và tội lỗi lan rộng đã khiến Thiên Chúa quyết định xóa sổ sự sống trên trái đất bằng một trận lũ lụt khổng lồ. Noah được Thiên Chúa lựa chọn để xây dựng một con tàu lớn nhằm cứu giúp gia đình ông và mỗi loài động vật một cặp khỏi cơn đại hồng thủy sắp tới. Trận lụt này được xem như là một cách để xóa bỏ sự bất công và tội lỗi, làm sạch thế giới để con người có thể bắt đầu lại. Tuy nhiên, trong khoa học, đặc biệt là vào những thế kỷ 17 và 18, khái niệm này đã được mượn và sử dụng để mô tả các thời điểm tiền sử rất xa xưa của trái đất. Nó được gắn liền với những nỗ lực ban đầu của các nhà khoa học nhằm hiểu rõ hơn về sự phát triển của trái đất, cuộc sống cổ đại và những bằng chứng được lưu giữ trong hóa thạch.
Vào những năm cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, nhận thức về trái đất đã thay đổi mạnh mẽ, từ cách hiểu dựa trên tôn giáo hoặc thuyết hữu thần sang hướng tiếp cận tự nhiên luận. Các nhà khoa học bắt đầu thừa nhận rằng trái đất không chỉ tồn tại hàng nghìn năm mà còn trải qua hàng triệu năm biến đổi địa chất. Trong quá trình này, khái niệm Antediluvian từng được dùng để chỉ những thời kỳ cực kỳ cổ xưa trước khi con người xuất hiện. Charles Lyell, một trong những nhà địa chất học hàng đầu, đã giới thiệu lý thuyết thống nhất địa chất trong tác phẩm Nguyên tắc địa chất học năm 1830, mở rộng tầm hiểu biết về thời gian địa chất và cho thấy trái đất trải qua các quá trình thay đổi liên tục trong suốt hàng triệu năm. Lý thuyết này giúp củng cố ý tưởng rằng trái đất cổ xưa hơn nhiều so với các ước tính dựa trên kinh thánh, đưa ra một cái nhìn tự nhiên luận và dài hạn về lịch sử địa chất. Antediluvian khi đó đã được dùng để ám chỉ thời kỳ trước sự xuất hiện của con người, khi các sinh vật khổng lồ như khủng long từng ngự trị trên trái đất. Từ này mang theo cảm giác về một thời đại hoang sơ và huyền bí, nơi những sinh vật khổng lồ thống trị hành tinh trong môi trường mà chúng ta chưa từng thấy. Trong các văn bản và tài liệu khoa học thời kỳ Victoria, khái niệm này xuất hiện khá thường xuyên khi các nhà khoa học tìm cách kết hợp những bằng chứng hóa thạch vào những khung cảnh thời tiền sử. Tuy nhiên, khi khoa học tiếp tục phát triển, đặc biệt là sau sự xuất hiện của thuyết tiến hóa của Darwin và những khám phá của nhà cổ sinh vật học Louis Agassiz vào những năm 1860, cách hiểu về lịch sử trái đất ngày càng chính xác hơn. Các khái niệm như Antediluvian dần bị thay thế bởi các thuật ngữ khoa học cụ thể hơn như kỷ phấn trắng, kỷ Jura hay các giai đoạn địa chất cụ thể trong niên đại địa chất. Thay vì dựa vào các khái niệm tôn giáo, các nhà khoa học dựa trên bằng chứng thực nghiệm từ hóa thạch, địa chất và các quá trình tự nhiên để phân tích lịch sử trái đất. Ngày nay, thuật ngữ Antediluvian chủ yếu mang tính biểu tượng hoặc văn học, dùng để ám chỉ một thời kỳ cổ xưa hoặc huyền bí, thay vì có giá trị trong khoa học địa chất hay cổ sinh vật học. Thời kỳ này đã nhường chỗ cho các hệ thống phân loại địa chất hiện đại hơn, dựa trên các bằng chứng và nghiên cứu khoa học vững chắc. Quái vật tiền hồng thủy. Trong những thế kỷ đầu của lịch sử nghiên cứu cổ sinh vật học, khi con người bắt đầu phát hiện và nghiên cứu các hóa thạch, những sinh vật cổ đại chưa từng thấy này thường được mô tả với sự sợ hãi và mê tín. Trước khi có hiểu biết khoa học rõ ràng về khủng long và các loài sinh vật cổ xưa khác, những hóa thạch được tìm thấy bởi con người thời bấy giờ gắn ghép với các sinh vật trong truyền thuyết và thần thoại. Họ gọi chúng là Antediluvian Monster, quái vật thời tiền hồng thủy, ám chỉ chúng là những sinh vật từ thời kỳ cổ xưa trước trận đại hồng thủy. Những người tìm thấy hóa thạch thường vẽ lại chúng với hình dáng kỳ quái, đáng sợ, có phần thần thoại. Các xương khủng long, hóa thạch của loài xà đầu long hay rực long khi đó được mô tả như những con rồng khổng lồ, rắn biển hay các loài quái vật có cánh giống những sinh vật trong các câu chuyện huyền bí. Một phần nguyên do là do họ không có khái niệm về khủng long hay các loài động vật cổ đại, và cũng vì niềm tin vào các sinh vật huyền thoại rất phổ biến thời đó. Các họa sĩ và nhà nghiên cứu thời kỳ này đã phác họa lại những hóa thạch với hình ảnh đầy ghê rợn, những bức tranh mô tả khủng long như những con quái vật khổng lồ với răng nanh sắc nhọn, hoặc rực long với đôi cánh da bay lượn trên những bầu trời của một thế giới tiền sử u ám. Những sinh vật này được mô tả là sống trong một thời kỳ khắc nghiệt, nơi mà trái đất còn chưa có mặt trời và mặt trăng như câu chuyện trong sách sáng thế, tạo nên một hình ảnh thế giới đầy nguy hiểm và siêu nhiên. Trong các văn bản và hình ảnh được vẽ lại từ thế kỷ 18 và 19, những hóa thạch của các sinh vật tiền sử được đặt vào bối cảnh thời tiền hồng thủy, nơi mà họ tin rằng những con quái vật này từng tồn tại. Cụ thể, những hóa thạch khủng long như Megalosaurus hay Iguanodon đều được vẽ với kích thước khổng lồ và hình dáng đáng sợ. Ichthyosaurus, xà đầu long và Pterosaur, rực long cũng được phác họa với những chi tiết quái vật giống các sinh vật từ truyền thuyết về rồng hay những con thủy quái khổng lồ dưới biển sâu. Thuật ngữ Antediluvian Monster không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết thời đó về hóa thạch, mà còn minh chứng cho cách con người trong lịch sử luôn tìm cách giải thích những hiện tượng tự nhiên chưa rõ bằng niềm tin vào thần thoại và tôn giáo. Những sinh vật cổ đại này
thông qua cách mô tả của các họa sĩ và nhà nghiên cứu, trở thành biểu tượng của một thời kỳ bí ẩn, nơi mà thế giới bị thống trị bởi những con quái vật khổng lồ trước khi chúng bị hủy diệt trong trận lụt lớn. Chỉ khi khoa học tiến bộ, đặc biệt vào thế kỷ 19, con người mới bắt đầu nhận ra rằng những sinh vật được gọi là quái vật tiền hồng thủy thực ra là những loài khủng long và các sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Sự phát triển của cổ sinh vật học và địa chất đã giúp đưa ra các lời giải thích chính xác hơn, thoát khỏi bóng đen của sự mê tín và thần thoại. Video này được mình lấy cảm hứng viết kịch bản khi mình vô tình xem được đoạn phim hoạt hình Antediluvian từ kênh YouTube của Mario Landas. Anh này là một họa sĩ chuyên vẽ các bức tranh về cổ sinh vật học. Theo như dưới comment, thì đoạn phim này được anh ấy hoàn thành trong vòng 2 năm vừa rồi. Mình sẽ để link dưới phần bình luận cho những ai muốn xem nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!